Xin chào mọi người, chiều hôm nay mình giới thiệu đến mọi người một con siêu phẩm đeo Latitude. Cái đây là cái dòng mà i7 thế hệ 12 nha mọi người. Thế hệ 12 là cái chip đời mới, rất là đời mới luôn. Được sản xuất tháng 7 năm 2022. Máy là cực kỳ ok và nhẹ gọn tiện. Cái cấu hình vô cùng cao luôn mọi người, cho ai mà thích dòng đời cao, đời mới, gọn tiện. Và size doanh nhân đó, 13.3 inch là size giống như size MacBook vậy đó. Là gọn tiện, phù hợp với doanh nhân để đem đi làm đồ vậy đó mọi người. Đây nè. Nó là đeo Latitude 5330. Nó là gen 12 nè mọi người, là thế hệ 12. Rất là mới luôn nha mọi người. i7 1265U. Nó 12 CPU nè, thế hệ 12 thì nó khác nữa. Nó không còn là như thế hệ 11 là nó 8 CPU, giờ là nó 12 CPU luôn mọi người ha. Nó lên một cái mức nữa. Ví dụ như là thế hệ 7 thì 4 CPU đúng không? Xong rồi thế hệ 8 thì nó 8 CPU. Xong rồi tới thế hệ 11, xong rồi tới hệ 11 thì lên thế hệ 12 thì nó 12 CPU luôn mọi người ha, 1.8. Rất là mượt, gọi là siêu mượt luôn á, siêu khỏe. RAM 32GB. Đây đặc biệt ăn tiền ở cái chỗ này nè, cái laptop này sao nó độc đáo ở cái chỗ là RAM, nó là RAM onboard mọi người, nó đời mới giống như MacBook Pro bây giờ đó. Những cái dòng này mọi người dù có mua mới, mua ở đâu cũng vậy, mua siêu thị hay mua gì đó thì RAM của nó là RAM onboard, không có thể nâng cấp RAM được. Cho nên là RAM onboard là thường thường là mình chỉ thấy 16GB thôi, nhưng con này là nó onboard tới 32GB lẫn. Cái đây là cái bản mà full, cái bản cao cấp luôn á mọi người. Đó, RAM 32GB ha. Tại vì mình có mua 16GB thì mình cũng chả nâng cấp được đâu. Mọi người đừng có nghĩ là nâng cấp được. Không, cái đời này không có nâng cấp được RAM. Những cái dòng mà đời mới thế hệ 11, thế hệ 12 bây giờ không nâng cấp được RAM nha mọi người. Những cái dòng đó giống như 5320 rồi đó, đâu có nâng cấp được RAM đâu. Nó sao là vậy á. Cho nên là đây nè, 32GB RAM là rất là khỏe luôn. Và SSD là 1T. Tha hồ chứa, mình nghĩ chắc mua cái này chả phải cần nâng cấp gì nữa luôn á mọi người. Màn hình là siêu đẹp, màn hình full HD thôi nhưng mà là đời mới, nó đẹp mọi người. Pin thì trâu, pin thì như mới thôi, pin thì 3-4 giờ vô tư, pin thì trâu, màn hình là đẹp không tì vết, máy là cũng rất là đẹp. Mình có tặng cho mọi người dán phím quốc tế, mọi người dán vào là gõ kiểu quốc tế ok ha. Góc cạnh là khá là đẹp luôn mọi người. Quên chết series của máy đây. Mua năm tháng 7 2022 tại Japan và tính ra nó còn bảo hành tới tháng 7 2025 luôn á mọi người ha. Ở bên Nhật thì còn bảo hành nguyên vậy thôi à. Máy là cực kỳ ok, người ta cũng mới mua mà xài bây giờ tháng 8, xài được năm mà người ta xài nó kỹ lắm, xài nó kỹ cho nên cái máy nó còn mới cứng à. Đây cái ngoại hình ha. Nhìn chung ngoại hình thì cũng ok. Giờ mình đi soi mấy cái vết trầy ở góc cạnh rồi đi. Đây nè, có mòn nè, mòn tí sơn thôi mọi người ha, chứ không còn chứ không có bị trầy hay là gọi là bị mất thịt đồ đâu. Nó mòn tí sơn đen, nó lòi ra sơn trắng, nó lòi ra cái màu đen thôi, nó vậy thôi đó. HDMI bên này, để xem cái bên này, sạc Type-C cho mọi người, ngõ kết nối Type-C. Máy là zin đét luôn, zin nguyên. Và nhiều cái dòng này nó đời mới, cực kỳ đời mới. Mình bao test mọi người một tháng để mọi người yên tâm. Giá là 17 triệu rưỡi ha. Mọi người có thể so sánh tham khảo thêm về cái model. Giá là chuẩn giá. Rồi ai chốt á, thì mọi người inbox mình. Còn mọi người mua hàng thì cọc cho mình 1 triệu, mình ship code và bao test cho mọi người một tháng cái dòng này ha. Cảm ơn mọi người nhiều. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình.